Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Long Thành vừa tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà Trung thu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Thái Hiệp Thành, tiểu học Long Phước và tiểu học Long An. Tại những nơi đến, đoàn đã thăm hỏi và chúc các em đón Tết Trung thu vui tươi, hạnh phúc bên người thân, bạn bè và thầy cô giáo. Đồng thời trao tặng 150 phần quà gồm bánh kẹo và 200.000 đồng tiền mặt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn những phần quà được trao đến tay các em mang ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm chia sẻ của các ngành các cấp đối với học sinh nghèo giúp các em đón một mùa trung thu ấm áp vui vẻ